Sám văn. Sinh ra làm người bị nhiều bệnh, chết sớm, chịu bao thống khổ không thể kể xiết. Như thế là do ba nghiệp ác gây ra, khiến ta mắc phải quả báo trong ba đường dữ. Giải thích. Kiếp người chúng ta nhiều bệnh, đoạn thọ, thống khổ trùng trùng đều do ba nghiệp thân khẩu ý tạo ra. Làm người mà có khẩu ác, tâm ác, thân ác, tất phải bị ác báo. Căn bệnh đáng sợ. 2 năm trước, tôi đến thành phố nọ ở Giang Tây, đã cùng Ngô cư sĩ ghé thăm nhà một bệnh nhân. Đây là một ngôi biệt thự cực kỳ lộng lẫy sang trọng, nhưng ông chủ lại bị bệnh, đang ở trong nhà. Tôi thấy ông quỳ trên giường, hạ thể thì quấn tả, trong khoảng hơn 30 tuổi. Sau khi Ngô cư sĩ giới thiệu tôi với chủ nhà xong, ông ta cười đau khổ, hỏi tôi có muốn kiểm tra hay khám bệnh gì cho ông chăng. Tôi nói không cần. Lúc đó tôi có cảm giác ngũ tạng cùng tứ chi của ông không bị bệnh nặng gì. Tôi bèn hỏi, ông mắc bệnh chi? Vợ ông kể, chồng bà trước đây bị mọc ung bướu nơi hậu môn, lúc đại tiện đau đớn vô cùng, đã đi bệnh viện cắt bỏ rồi, nhưng vết thương chẳng những không lành mà ngược lại còn thối rữa lở loét, nên phải mổ tiếp lần hai. Vì vậy hậu môn cũng mất đi công năng, khiến ông không thể nằm xuống, chỉ có thể quỳ mới thấy bớt đau. Bệnh này chẳng gây ảnh hưởng gì đến ăn uống, nhưng ông chẳng thể khống chế đại tiểu tiện, nó cứ tự động tuôn ra, do vậy mà khổ hết chỗ nói. Bệnh viện Tây Y bó tay vô phương chữa, nên hiện giờ ông đang trị theo Đông Y, song chữa chạy đã nhiều ngày mà không thấy hiệu quả. Cư sĩ Quả Năng là bạn đạo đi cùng tôi bỗng lên tiếng hỏi. Trong lúc bà đang kể thì tôi thấy trước mắt mình hiện ra hình dạng một cái cân rất lớn, bàn cân hai bên liên tục trồi lên hạ xuống không ngừng. Còn thấy trên hai cái bàn cân này mỗi bên có một tiệc rượu. Vậy công việc của ông nhà liên quan đến những gì? Bà vợ đáp, dạ, ảnh làm thẩm phán, công tác tại pháp đình. Tôi bảo, trong kịch bản phim truyền hình Tể Tướng Họ Lưu có lời thoại rằng giữa đất trời có cán cân. Đây là cán cân công lý rất bình đẳng đối với mọi người. Bất luận làm việc gì, dù đối với người ngoài hay là quyến thuộc, thì khi tham dự xử án nhất định phải công tâm, không được lừa trên giấu dưới, biến trắng thành đen, không được làm tổn người lợi mình. Trong Phật Pháp từng giảng, hạt gạo thí chủ nặng như núi tu di, ăn mà không tu phải mang lông đội sừng đền trả. Mấy câu này ai cũng phải luôn nhớ và hiểu rằng vô công bất thọ lộc. Nếu như đã nhận tiền của quà lễ hoặc ăn của người thật nhiều mà chẳng làm gì cho họ, còn khiến họ mang cảm giác bị ức hiếp, dối lừa, tất nhiên lòng dấy lên căm hận. Nếu hành vi xấu này tái lặp quá nhiều, ắt đương sự sẽ bị đại chúng căm hận nguyền rủa, và mãnh lực đó sẽ biến thành sức mạnh cực lớn, tuy vô hình nhưng gây hại không nhỏ cho người cậy thế quyền, vô công thọ lộc. Và quả báo sẽ hiển hiện qua dạng báo ứng, nghĩa là bệnh hoạn đau khổ sẽ giáng xuống thân thể đương sự. Vì vậy mà Phật giáo giảng, làm tổn hại người chính là làm tổn hại mình. Mỗi người cần tha thiết sám hối tội nghiệp mình đã tạo. Nếu trước đây từng ăn nhiều thịt chúng sanh thì phải nên phóng sinh thật nhiều. Nếu như lỡ thu nạp nhiều tài vật mà bản thân mình không xứng đáng nhận, nhưng không thể trả lui, thì hãy dốc hết vào việc ấn tống kinh sách và phóng sinh, hoặc đóng góp vào quỹ phúc thiện lợi ích cho cộng đồng. Làm vậy sẽ giúp tiêu nghiệp diệt tội. Tốt hơn hết là mỗi ngày bệnh nhân này nên tụng ít nhất một bộ kinh Địa Tạng, cần nghiên cứu rõ pháp lý Phật giảng mới có thể phát tâm sám hối chân chính. Nếu ông nhà muốn lành bệnh thì phải xem ông có phát tâm sám hối chí thành hay không. Người thân cũng có thể góp sức phụ tụng kinh Địa Tạng để hỗ trợ ông sớm hồi phục. Nhưng phải lưu ý, bắt buộc phải dứt tuyệt đồ mặn, ăn chay trường mới có công đức và hiệu quả.
Lúc giả từ, vợ ông hỏi: "Thưa, ở đâu có kinh Địa Tạng ạ?" Ngô cư sĩ nói: "Ngày mai ông sẽ đem đến." Quả Năng bổ sung thêm: "Hiện tại cần niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát và niệm ra tiếng. Nếu mệt thì có thể niệm thầm, sẽ giúp giảm bớt thống khổ." Tôi dặn dò: "Sau khi kinh Địa Tạng mang tới rồi thì mỗi ngày chịu khó tụng, sức có thể tụng mấy bộ thì ráng tụng bấy nhiêu. Lúc rảnh thì niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đều tốt cả. Hiện nay có rất nhiều người đang phạm lỗi, làm tổn người lợi mình, rất ưa rút công bồi tư và hoàn toàn quên mất lời cổ huấn. Làm nhiều việc bất nghĩa là tự hại mình thê thảm. Câu chuyện này xin cảnh báo những ai đang làm các việc liên quan đến pháp đình phải hết sức cẩn thận và nên khắc ghi vào lòng câu: chấp pháp công minh, quyết không lợi dụng chức quyền để tham nhũng hối lộ, ăn hiếp, trấn lột, đoạt lừa của người. Bạn thấy ác báo của ngài thẩm phán này chăng? Khi cái miệng ở trên vừa thu nạp cho vào toàn cao lương, sơn hào, hải vị, thì cái miệng ở dưới do công năng bị hư, không thể kềm chế, nên cứ tự nhiên phun bắn ra ngoài toàn những thứ phẫn quế quyết tâm. Cho dù người bệnh chưa chết, nhưng sống mà bị như thế cũng giống như đã nếm cảnh địa ngục rồi. Nếu muốn chuyển hóa ác báo này, đương sự bắt buộc phải thành tâm sám hối, nguyện từ đây đoạn ác tu thiện, phải hết sức chân thành, thật lòng ăn năn tu sửa. Nếu làm được vậy thì không những giúp mình tiêu trừ ác bệnh, lìa khổ được vui, mà tương lai còn có thể dùng chuyện xảy ra cho bản thân mình để thuyết pháp làm gương, cảnh tỉnh người, rộng tạo công đức lớn. Chớ gieo nhân xấu khổ không lường, vinh hoa phú quý tựa khói sương. Đêm qua còn đủ ngàn thứ tốt, sáng nay thọ tội quỳ trên giường. Tham của tâm tà hành sai luật, biến thành phẫn quế rơi giải dương. Nếu không hối lỗi siêng niệm Phật, bệnh khổ hành quỳ đến ly trần. Mạng sống vô thường xin tinh tấn, dứt ác tạo lành phúc thọ khương. Ha ha ha, 问什么的说呵。